Chip và các bạn ơi, các bạn đã bao giờ nghe đến hồ nước ngọt chưa bao giờ cạn của Việt Nam chưa? Ồ, thật là một thông tin thú vị. Tiết mần mí cho mọi người đi. Đó chính là hồ Ba Bể, thuộc tỉnh Bắc Cạn, cách thủ đô Hà Nội 230 km về phía bắc Chip ạ. À, tôi nhớ rồi. Hồ Ba Bể còn có một sự tích vô cùng ly kỳ và cảm động. Nhờ tấm lòng nhân ái của mẹ con bà Quá mà nhân dân trong vùng mới thoát khỏi biển nước. Sau khi nước rút, chỗ đất sụt xuống biển thành hồ Ba Bể đấy. Đúng rồi. À mà khi tới Bắc Cạn, các bạn nhớ ghé thăm động Hua Mạ, được tạo nên bởi những núi đá vô xinh đẹp. Và cả ao tiên với mặt nước xanh trong như ngọc thạch nữa. Chà chà, đúng là một nơi có phong cảnh tuyệt đẹp chi bạ. Vậy hôm nay Chip nhường cho Tít được cắm cờ nhé. Đồng ý. Còn Chip sẽ hướng dẫn mọi người đến với chuyên đề từ lấy nhé. Chúng ta bắt đầu thôi. Chip còn nhớ tuần trước chúng mình đã cùng nhau vẽ cây phân loại từ phức như thế nào không? Mình nhớ chứ. Chúng mình đã vẽ thêm một nhánh cây cho từ ghép và phân loại từ ghép thành từ ghép tổng hợp và từ ghép phân loại. Ồ, Chip đã nhớ được bài học rồi đấy. Chip siêu quá. Chắc chắn hôm nay cô giáo sẽ dạy bài từ lấy cho mà xem. Xin chào các em. Tít và Chip vừa nhắc đến hồ Ba Bể. Cô sẽ tặng hai bạn một bài thơ về hồ Ba Bể để chúng ta tìm hiểu về từ lấy nhé. Thuyền ta chậm chậm vào Ba Bể, núi dựng treo leo hồ lặng im, lá rừng với gió ngân se sẽ, họa tiếng lòng ta với tiếng chim. Bài thơ hay quá! Cô ơi, em thấy trong bài thơ có mấy từ là lạ, từ thì giống nhau âm đầu, từ lại giống nhau vần. Em cũng thấy thế ạ, từ treo leo, từ chậm chậm và se sẽ nữa. Phát hiện của các em rất đúng. Các từ trên gồm các tiếng có quan hệ với nhau về mặt ngữ âm. Chúng được gọi là từ lấy. Các tiếng có quan hệ về ngữ âm là sao ạ? À, điều đó có nghĩa là các tiếng sẽ lặp lại với nhau âm đầu hoặc vần, thậm chí là cả âm đầu và vần. Cô lấy ví dụ, từ thầm thì, âm đầu thờ được lặp lại. Từ treo leo, vần eo được lặp lại. Còn từ chậm chậm, xe sẽ lặp lại cả âm đầu và vần. Yeah! Tiếng Việt thật diệu kỳ! Vậy từ lấy có thể phân loại như từ ghép không ạ? Chính xác, từ lấy của chúng ta được phân thành hai loại, từ lấy hoàn toàn và từ lấy bộ phận. Trong từ lấy bộ phận, ta có thể chia nhỏ tiếp thành lấy âm đầu và lấy vần. Hay quá! Tiếp nhìn xem! Cây từ loại của chúng ta lại có thêm thật nhiều nhánh. Đương nhiên rồi! Vậy Tít và Chip hãy tìm giúp cô trong bài thơ sau có những từ lấy nào và phân loại vào bảng nhé. Chú bé lót chuất, cái sắc xinh xinh, cái chân thoăn thoắt, cái đầu nghênh nghênh, ca lô đội lệch, mồm huýt sáo vang, như con chim chích, nhảy trên đường vàng. Chip này, tớ sẽ tìm từ lấy bộ phận, còn cậu tìm từ lấy hoàn toàn nhé. Đồng ý, tớ làm xong rồi. Tớ có các từ xinh xinh, nghênh nghênh. Còn tớ có các từ lót chót, thuần thoát. Hoàn toàn chính xác. Thưa cô, vậy những từ như chìm chích, ba ba, chuồn chuồn có phải là từ lấy không ạ? À? Các từ này thuộc trường hợp đặc biệt. Chúng giống nhau về âm thanh, nhưng thực ra chỉ là những từ đơn đa âm tiết, dùng để chỉ các sự vật, con vật mà thôi. Bài học hôm nay kết thúc tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các em. Chúng em chào cô ạ. Chip này, tiếng Việt của chúng mình giống như một cây xanh. Càng tìm hiểu, tớ càng thấy cây cao lớn và rợp bóng mát. Vậy thì chúng mình chơi trò ghép thêm tiếng để tạo thành từ lấy đi. Ô, hay thế. Chip đố tớ đi. Tớ có từ sáng. Tớ sẽ có sáng sủa hoặc sang sáng. Tít hay quá. Vậy thì tớ có từ lạnh. Tít tìm đi. Dễ ợt. Tớ có từ lạnh lẽo, lành lạnh. Có trò chơi nào hay, các bạn hãy gửi cho Trạng Nguyên chúng mình nhé. Bye bye.